Các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân vận động Đại học Sư phạm Hà Nội để chuẩn bị theo dõi những diễn biến lượt trận thứ hai của ngày thi đấu thuộc giải bóng đá Fan Championship 2019, cuối đầu giữa các cầu thủ LC và Coca. Đây là lượt trận thứ hai của cả hai đội ở bảng B giải bóng đá Fan Championship 2019. Ở trong trận đấu sớm của lượt đấu này ở bảng B thì các cầu thủ Phương Anh đã có thắng lợi với tỷ số là 3-0 trước PSA. Và như vậy là trọng tài đã nổ hồi còi bắt đầu hiệp 1 của trận đấu. Thái Lam vẫn là Anh Mậm, đưa bóng về cột 2, rất nguy hiểm. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ LC. Rất nguy hiểm, vẫn còn, không được. Không thể có bàn thắng dành cho các cầu thủ Coca. Một pha ra chân rất quen thuộc của đội trưởng bên phía Việt Phương Đông. Và một lần nữa thì đội bóng đương kim vô địch của hạng nhất Cúp Việt Football lại có được chiến thắng. Còn đây sẽ là cơ hội dành cho cầu thủ LC. Một pha phản công rất chớp nhoáng. Tiếp tục làm quả đá phạt dành cho LC. Cú đá căng. Người có tình huống kết thúc đó là Khả Thơ. Pha tấn công của LC cho đến lúc này cũng chưa thể tạo ra được quá nhiều mối nguy hiểm lên khung thành của cao thủ Coca. Và thiếu chút nữa thì họ đã có thể tìm được bàn thắng mở tỷ số. Đường chọc khe rất tốt. Rất khó hiểu với tình huống dứt điểm vừa rồi của số 18 bên phía Coca. Và đó tạo ra thời cơ phản công dành cho LC. Cú đá. Pha ra chân là của Nguyên Soái. Sẽ là cú sút của Văn Duyệt. Và bắt bài của thủ môn bên phía Coca. Nhưng vẫn là cao thủ áo trắng. Tiếp tục là phản xạ tốt đến từ thủ môn mang áo số 90 của Coca. Tuy nhiên thì có lẽ là Thái Lam sẽ cần phải cố gắng hơn nhiều ở trong hiệp 2. Vừa rồi lại là một tiếng ra chân của Văn Duyệt. Tiền đạo mang áo số 10 Dương Anh Tú đã vào sân. Rất quyết liệt. Thiếu chút nữa thì Dương Anh Tú đã ghi bàn thắng. Cú đá cuối cùng là quá hiền. Anh Mậm ở đáy biên. Dương Anh Tú. Sẽ là cú đá quen thuộc của Văn Duyệt. Văn Duyệt vẫn chưa thể đưa được trái bóng về phía khung thành của đối phương. Đã không ít lần Văn Duyệt có những tình huống bắn phá trong game 1. Tuy nhiên thì số 17 vẫn chưa thể chỉnh được thước ngắm của mình. Ở trên sân số 1 thì lúc này tỷ số trận đấu giữa Việt Phương Đông và Thanh Đồng vẫn đang có tỷ số hòa 1 đều. Tuấn Vĩa vẫn là tiền đạo mang áo số 9. Rất nguy hiểm. Và xử lý đầy cảm hứng của Tuấn Vĩa. Ở trong thế khó thì Tuấn Vĩa đã lựa chọn cho mình một giải pháp mà ít ai ngờ đến. Đó là quả sục bóng về góc xa. Rất tốt. Phá phơm 1-2. Cơ hội đối mặt. Rất nguy hiểm nhưng không có bàn thắng dành cho Coca. Sẽ lại là pha nhả ra cho Văn Duyệt và lần này thì Văn Duyệt đã ghi bàn. Cuối cùng thì sau hàng loạt những cú sút thì số 17 của LC mới có thể nổ súng. Cú đá nhanh như điện của Lê Văn Duyệt. Và nó đã hoàn toàn đánh bại được thủ môn của Coca. Một pha dứt điểm mẫu mực của số 17 và đã giúp cho LC giải quyết được bài toán ghi bàn. LC đã tìm thấy được chìa khóa cho mình. Và bên phía sân số 1 thì lúc này các cầu thủ Thành Đồng đã nâng tỷ số lên thành 2-1 trước Việt Phương Đông. Rất bất ngờ. Còn đây sẽ là cơ hội dành cho Coca.
rất nguy hiểm và không thể bỏ lỡ. Tỷ số trận đấu được quân bình là 1-1. Hai bàn thắng đến ở hai đầu sân. Và chúng ta đang có được những phút giây thực sự hấp dẫn tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Và chúng ta cùng xem lại bàn thắng của các cầu thủ cô cả. Hai cầu thủ của EOC đã bị ngã không hề đúng một lúc một chút nào. Và chỉ chờ có thế thì Trương Việt Đức là người đã ghi bàn dành cho các cầu thủ cô cả. Một tình huống mà đội bóng áo đỏ chẳng thể bỏ lỡ. Công lớn trong pha bóng vừa rồi thuộc về tình huống xử lý của Hiếu sát thủ. Chúng ta cùng xem lại tình huống đã dẫn đến bàn thắng của cầu thủ cô cả. Thêm một tình huống nữa thì Tuấn Vỉa khiến cho một hậu vệ đối phương trở thành gã hể. Pha bóng là chìa khóa để mở ra một bàn thắng dành cho các cầu thủ cô cả ở một pha bóng mà hàng thủ của LC đã chơi rất khó hiểu. Trong nỗ lực để tránh khỏi việc bị loại sớm, Khả Thơ rất căng. Phải mất 2 nhịp thì thủ môn của Coca mới có thể làm chủ được tình hình. Đăng Việt. Cơ hội dành cho LC Tú To. Rất nguy hiểm. Không vào. Tuấn Vỉa. Vẫn là số 9. Rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên là 2-1. Tuấn Vỉa và Tuấn Vỉa. Coca chỉ cần có thế. Ở trong lúc họ gặp phải khó khăn lớn nhất thì là lúc mà ngôi sao số 1 của mình lên tiếng. Đối mặt với Tuấn Vỉa lần này là một cựu cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng Văn Duyệt vẫn lại chịu chung một hoàn cảnh như những người đồng đội, là để cho số 9 của đối phương làm xiếc trước mắt. Tỷ số dưới sân số 2 của Đại học Sư phạm Hà Nội lúc này vẫn đang là 2-1 nhưng về phía đội bóng áo đỏ. Đây sẽ là cơ hội. Tuấn Bệu đưa bóng về cột 2. Không được. Tình huống thoát xuống đáy biên nguy hiểm của Tú To. Và mất bóng nguy hiểm và sẽ là cơ hội phản công dành cho cao thủ Coca. Tuấn Bệu rất kéo. Không được. Quá đáng tiếc với pha xử lý ngọt ngào vừa rồi của chân sút băng áo số 9. Sẽ là Tuấn Vỉa. Thêm một tình huống nữa. Và lần này thì không thể bỏ lỡ. Pha xử lý cực kỳ xuất sắc của cầu thủ băng áo số 9 và người đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Đó là Ngọc Cường. Thêm một tình huống nữa anh khiến cho vệ đối phương phải hít khói. Và lần này thì không có một cầu thủ của LC nào kịp về cắt được pha đưa bóng về cột 2 của Tuấn Vỉa. Màn trình diễn rực sáng của Tuấn Vỉa đang nhấn chìm LC. Phút trường. Tuấn Bệu. Rất nguy hiểm. Đáy biên. Đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số giữa còn 2-3 dành cho LC. Người lập công đó là Tú To. Kịch tính của trận đấu này vẫn còn chưa khép lại. Sau một hiệp đấu đầu tiên khô hạn bàn thắng thì người hâm mộ đang được chứng kiến một trong những hiệp đấu hay nhất. Cơ hội vẫn còn cho LC mặc dù thời gian của trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi còi khép lại 60 phút thi đấu cực kỳ hấp dẫn của trận đấu giữa LC và Coca. Trong ngày tỏa sáng của Tuấn Bệu, xin lỗi các bạn là của Tuấn Vỉa, thì Coca đã có được một thắng lợi bất ngờ trước LC, cuộc lội ngược dòng thành công của đội bóng áo đỏ. Một chiến thắng giúp cho Coca níu giữ những hy vọng để đi tiếp ở bán kết, trong khi họ nhấn chìm LC xuống vị trí cuối cùng của bảng B. Like và share nhịp đập iFootball và iFootball TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.